đúng rồi, nó sẽ in ra là x bằng 1, y bằng 2, z bằng 3, chạy lên đó, x y z nè. Ôi anh em thấy nó đang quay mà anh tắt nó đi á. Không có đâu, chỉ tốt mà tắt chứ, anh mới quay á. Còn nó có cái nút record của này, anh chưa có quay á. Rồi. Alo, alo. Alo. Dạ, em mới vô lại. Ủa? Sao vậy? Nó bị dài, không biết sao nó bị out ra rồi. Cái khóa trước, cái lớp trước dạy nó có bị gì đâu. Lớp trước nó 6 người lận á. Gì đó? Lớp này mấy người ta? 2, 4, 5. Rồi, khoan từ từ. Giờ sửa lại cái này là 3, thì nó sẽ in ra cái gì? À, hi hi rồi. Anh nghe ai thì ngọt ngừ Nam. Dạ anh nghe ai thì ạ. Rồi hai người két. Khoan Vinh ra ý đồng một, ý đồng một hết sao mà khoan từ từ. Vinh nha, cái gì Vinh? Bằng một, ít ít bằng một. Còn két. Ủa cái ít là bao nhiêu anh? À, ít là bao nhiêu? Ít bằng 1 đúng không? Đúng rồi, bằng 1, ít bằng 1. Ít bằng 1. Rồi, nếu như chạy như thế này thì nó sẽ ra cái gì? Anh ra cái gì? Nó ra tiếng đẹp trai. Hay nói vậy? Kẹt. Nó ít bằng 1 nó sai rồi. Không phải, đúng rồi. Cái này là CLAAH. Đúng rồi, CLAAH. Rồi tất cả đều ai hay con gái gì con? Dạ tính đẹp trai. Đâu có đâu, có mệt quá cho là đàn hoàng coi gái gì. Thì giờ tính đẹp trai, đâu ra sức chơi gì đâu. Đúng rồi, không sức ra gì hết á. Thấy chưa? Hồi nãy là cái thằng bị xua nó nhắc rồi mà. Hồi nãy nè, đúng rồi, cái nãy lấy cái này ví dụ hay hơn ha. Mốt mong muốn chọn cái này đưa vô cái slide nè, làm cái bẫy nè. Hồi nãy á, ở trên đây nè, cái trường hợp mà if L if thì if nó đi dưới gần cái if, cái L đi gần với cái if nó nhất. Anh đã nói rồi, cái thằng L này nó sẽ đi dưới lại cái if gần nó nhất. Thì if gần nó nhất là có phải là x, là cái if xét là z bằng 3 không? Đúng không? Vậy cái L này thuộc về cái if này. Vậy thì theo như này x bằng 1 thì nó hỏi, nó chạy vô đây. Nhưng mà khi nó tới cái x mà y bằng 2 này á, mà trong khi nó y bằng 3, nó xét là y có bằng 2 hay không, vậy là sai. Sai thì nó có chạy vô cái câu này không? Không. Vậy không xuất ra gì hết. Đúng chưa? Tại vì cái L này là gần với cái x nó nhất. Mà gần với x nó nhất có phải là x của z bằng 3 này nè. Đúng không? Và cái thằng này nó đi chung với nhau này, mặc dù anh viết như thế này, nhưng mà cái L này nó gần với cái x. X thì gần nó nhất mà, là cái x này nè. Đúng chưa? Mà trong khi đó nguyên cái câu này nè là nó nằm trong câu này mà. Hồi nãy anh có nói rồi mà, trường hợp 2 của câu lệnh điều kiện tức là câu lệnh trường hợp 1 chứ. Trường hợp 1 của câu lệnh điều kiện tức là gì? Bản chất câu lệnh if hoặc câu lệnh if else đều là câu lệnh đơn, là bởi vì sao? Hai cái này nè, giờ nếu mà viết đúng ra là vậy nè, đó, viết vậy nè. Thì thằng này nè, hai thằng này là 1 nè, là 1 thì tại sao? Tại sao nó vẫn được? Nếu như theo như tụi em nghĩ á, là nhiều lệnh như thế này đúng không? Giờ anh xóa cái này luôn nè, không đặt trong dấu ngoặc luôn. Anh viết cái này thì á, đáng lý là phải đặt như thế này đúng không? Đặt vậy nè, tại vì tụi em nói là nó nhiều câu lệnh mà. Đúng không? Nhiều câu lệnh mà. Đây một câu lệnh này, một câu lệnh, hai câu lệnh, ba câu lệnh này đúng không? Nó nhiều mà. Đó, nó nhiều dòng nha. Tại sao không đặt trong dấu ngoặc nhọn? Đúng chưa? Thì không cần. Bởi vì sao? Bởi vì anh nói á, bản chất câu lệnh if hoặc câu lệnh if else đều là câu lệnh đơn, thì thằng if này và thằng else này là những cái mà anh khoanh như thế này nè, màu xanh này nè, nó là một. Đó. Cho nên khi mà cái if này nó xét thì những cái thằng này để vào không cần gì, không cần ngoặc như thế này đó, không cần nhọn, nó vẫn chịu, hiểu chưa? Còn nếu như mà anh xét thêm cái if nữa thì nó bay xuống đây nè, không nè, trình với show tự nó nhắc nè. Đó, ví dụ x bằng 5. Đó, xét ra nè. Thấy không?
tụi nó nhắc tụi nó bay dưới đây nè không. Đó. Còn như mấy cái trình soạn thảo hồi xưa á, nó không có nhắc lệnh á, nó không có sắp xếp cho mình á, thì mình viết mình để vậy nè, thì tụi em sẽ hiểu là cái ép này nó sẽ nằm trong cái ép bự này đúng không? Không phải, cái ép eo bự này nè, cái ép eo này nè, nó mới hụt về cái ép này. Còn nếu như muốn cái ép này nè, cái ép mà x bằng bằng 5 này nè, nó hụt về cái ép mà y bằng bằng 2 này thì phải để trong câu lệnh dấu ngoặc nhọn như thế này thì nó mới chịu nè. Đó, giờ thử nè, anh viết lại nè. Anh để ngoặc nhọn này nha. Lưu ý nè, cái hàng quy xô nó tự nhận cho mình nè. Nè, anh để ngoặc nhọn vậy không? Anh bay vô đây anh xuống cái, tự nó xuống dòng ngay với hàng này không? Đó, tự xuống dòng nè. Rồi, anh viết nè, chẳng hạn như if xác x bằng 5 thì xuất ra. Đó, thấy chưa? Nè, thấy không? Còn nếu như anh không để trong ngoặc nhọn. Không để trong ngoặc nhọn, anh xuống nè, để nè, xuống dòng quy xô nó tự gửi cho mình luôn, tự sắp xếp cho mình nè. À, xuống cái này không là nó đi với thằng này đó, không? Nếu như ở đây câu lệnh ép nữa ép bằng bằng 5 đó thì câu lệnh này là một hằng nè, cái này là một hằng nè đó. Và cái hằng ép ép bằng bằng 1 này nè là cái hằng bự đúng không, là cái hằng cha ở ngoài nó chứa cái hằng ép y bằng bằng 2 đó. Rồi trong cái ép mà y bằng bằng 2 này nè, nó lại chứa cái ép là z bằng bằng 3 và l ngược lại của cái ép là z bằng bằng 3. Đó là cái hằng bự này nè, cái hằng này nó chứa cái hằng này, mà cái hằng này á nó lại chứa hai cái hằng này. Và anh có nói rồi, hai hằng này là như một. Tại vì cái l gần với cái ép nó nhất thì nó gần với hằng này nhất nè, thì nó kết như này. Và hai hằng này thực hiện một nhiệm vụ thôi. Ừ. Rồi, hai hằng này nó nằm trong cái này. Mà bản chất ép với l, if hoặc eo nó cũng là câu lệnh đơn, cái này nó thực hiện một cái nhiệm vụ nào đó, cho nên không cần gì hoặc nhọn. Còn như bình thường á, là các bạn sẽ làm là nói đây có if rồi ở đây eo nữa, nó hai câu lệnh, cho nên là phải đặt trong dấu hoặc nhọn thì hàng này nó mới chịu hai hàng này. Không có if thôi cũng là một câu lệnh nè. Rồi nếu như có eo thì eo nó đi với cái if này không, thì cũng là một câu lệnh, tức là một cái nhiệm vụ của nó thực hiện được chưa. Mà nếu mà muốn nó xuất cái ai thì mình để cái ít bằng bằng một á, xong rồi mình để vô cặp mặt là nó sẽ xuất ra ai hay không? À, đúng rồi, có nghĩa là muốn xuất ra ai hay đúng không? Trường hợp này muốn xuất ra ai hay thì mình phải để như thế này nè, đó. Rồi nè, tự động nè, coi nè, anh xuống dòng cái tự động nó ship ngay hàng nè, không đó, copy lại thôi. Thì trường hợp này nó mới xuất cái ai hay nè, tại vì nó xác nè, x bằng 1 không cũng không được nha, x bằng 1 thì nó chạy vô đây rồi thì nó không có chạy trường hợp eo. Muốn xuất ra ai hay trong cái trường hợp này á thì mình phải xuất như thế này nè. Ê, đâu rồi, mình phải làm như thế này, trên đây mình để dấu ngoặc vậy nè. Rồi ở đây này mình bát vô thì nó hiểu là ở đây là một câu lệnh của này. Và khi mà mình ép á, mình viết ép nè, ở đây anh đang nhảy đây đúng không, ép thì xuống đây à, nó phải như thế này nữa, nó phải chịu như thế này rồi xuống đây đó. Thì lúc này nè, cái eo này nè, cái eo mà mình viết như thế này nè, nó mới xuất ra được câu ai hay là đã như thế này. Đó. Đây, mình viết số tự nhiên cho mình. Cái eo đó là đi với cái x bằng 1 đúng không? Đâu, cái eo này đi với cái y bằng 2. Nè. Có nghĩa là bây giờ nè, khi mình để như thế này á thì nó hiểu là nguyên một cái cụm này nè, nằm trong cái hàng x này rồi đúng không? Mình phân tách ra. Hiểu không? Và những cái hàng nào mà nằm trong đây á thì là nằm trong đây, nó không có ngang hàng với thằng này được. Tức là vậy. Vậy nè, bây giờ để ra như vậy ha. Vậy nè. Gì vậy? Đây nè, nếu như để như thế này, nếu như để như thế này và muốn xuất cái eo ra
đó, trước cái eo thì mình nhảy xuống đúng không, tự động nó nhảy ngang hàng như thế này nè. Đó là mình khi mình ghi eo như thế này à, nó hao không lộn nữa rồi. Khi mà ghi eo như thế này thì nó sẽ phát hiện thằng nào gần nó nhất. Cái trường hợp này anh không để hoặc nhọn ha, trường hợp không để hoặc nhọn á thì khi mình ghi eo á là trong như cái này là ba nghiệp này nè, anh không để hoặc nhọn hết, để chống lóc như vậy. Thì cái eo này nè anh mà ghi á thì nó tự hiểu là cái thằng x nào mà gần nó nhất đó. Rồi thêm trường hợp nếu như mà cái x y bằng 2 này là cái x thứ hai, là cái cấp thứ hai này nè, là cái thằng này nè, mà anh để dấu hoặc nhọn ha, anh để cái thằng này vào dấu hoặc nhọn ở đây đúng không, đó. Ở đây đi, thì khi anh viết cái eo thì anh xuống viết cái eo đó, xuất ra câu ai hi thì cái eo này nè nó sẽ tự nhận biết gần cái ít thứ hai này, là bởi vì sao, bởi vì cái eo này ngoài cái dấu hoặc nhọn này cho nên cái eo này nó không có thuộc trong dấu hoặc nhọn này, mà không thuộc dấu hoặc này thì nó không thuộc cái ít này. Bởi vì sao? Bởi vì cái ít z bằng 3 này nè là nằm trong phạm vi nào, phạm vi dấu hoặc nhọn này đó. Cho nên nó khi nào mà viết cái eo này nè mà nó nằm trong phạm vi hoặc nhọn này nè thì nó mới thuộc về thằng này. Còn khi mà mình để hoặc nhọn này rồi thì cái thằng này ở ngoài rồi đúng không, thằng này ở ngoài tức là gì, là không nằm trong cái eo này mà nó ngang hàng với cái eo này. Dạ, là nếu bây giờ anh chuyển cái y bằng 2 á thì nó cũng sẽ không xuất cái a hay luôn đúng không, nó không xuất cái gì luôn. Đúng rồi, tại vì khi mà chạy z bằng 1 đi, nó xét x bằng 1 thì nó hiểu ở đây là một câu lệnh, một cái nhiệm vụ. Bởi vì sao? Cái x này và cái eo này là thuộc về cái x này mà, đúng không? Tại vì phạm vi nằm trong đây rồi, tại vì khi mà có dấu ngoặc này rồi á thì nó không thuộc về cái thằng x này nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cái thằng x này là con của thằng này mà. Mà trong đó thằng eo này đâu có nằm trong phạm vi này đâu. Có nghĩa là những thằng nào mà nằm trong cái phạm vi dấu ngoặc nhọn, Ngoặc nhọn này nè thì nó sẽ là con của thằng f y bằng 2. Còn nếu như nằm ngoài thì nó không phải, mà nó ngang hàng với lại f y bằng 2 này. Thì cái eo này nằm ở ngoài đúng không, ngoài ngoặc nhọn này, vậy thì nó ngang hàng với thằng này đó, và nó thuộc về thằng này luôn, tại vì nó là eo mà đó. Và nó không thuộc về cái thằng f x bằng 1 này. Được chưa? Vậy là mỗi cái f là phải đi với một cái eo. Ừ đó, nếu như mình viết cái eo là một cái f đi cái eo, và tùy theo cách mình phân cách nó ra thôi. Ừ, viết vậy rồi. Bây giờ nè, thêm một cái nữa, muốn cho cái f này nó ngang hàng với cái f này đúng không, thì bắt buộc mình phải đặt cái này như thế này đó. Rồi nè, control kf. Ủa, trên visual nó khác hả ta? Vậy rồi. Đó, còn cho anh KF là tự động nó canh dòng. Đó, thì khi nó canh nè, nó tự xếp cái F này gần với cái L này nè. Là bởi vì sao? Bởi vì một đống thằng này nè, nó nằm trong gì? Trong cái F bằng 1 này rồi. Tại vì cái dấu ngoặc này làm dấu nè. Đó, cái phân nè, câu lệnh phúc. Ừ, thì những thằng nào nằm trong cái dấu ngoặc này nó sẽ thuộc về F này, còn những thằng nào nằm ngoài này thì nó không thuộc về F này, và nó ngang cấp với thằng này, ngang cấp với thằng F này. Đó, hiện L nè, nó ngang cấp, và khi đó eo nó gần với ít đúng không, vậy thì eo nó thuộc về ít này luôn, mà nó không thuộc về ít này nữa và không thuộc về ít này nữa đó, được chưa? Có ai không hiểu không á? Mắng ít eo thôi mà gói rồi. Vậy là mốt mình biết ít eo mình nên cho cái cặp mặt vô cho mình dễ ấy, chứ không là vậy. Tùy trường hợp em ơi, tùy trường hợp. Thường á, nếu như mà mình viết chưa quen á, mình cứ mở ngoặc hết đi. Ừ, đó thì đó gọi là new bay á. Vậy nè, là đó là cách của em bé đó khi vậy nha. Còn cái cách mà anh viết á, theo như anh thì anh sẽ viết vậy, anh tiết kiệm code á, anh viết vậy. X sẽ bằng 1, xong cái anh xuống F. Đó. X, Y sẽ bằng 2, rồi F. Tại vì cần câu lệnh đơn thì không cần thiết. Z bằng 3. Đó, xeo ra.
gì đó. Đó, anh viết vậy. Đó, nếu anh thì anh viết vậy. Không nữa thì muốn cái eo đúng không? Chỉ đơn giản thôi, vậy. Eo ai hi. Sao anh? À, em nhớ cái Excel này mình có xài được giống như trong Excel này, nghĩa là cùng với ví dụ một cái điều kiện ít nó bằng cái miền giá trị một, xong rồi nó lồng cái ít cùng cái ít đó nó qua cái miền giá trị hai, nó chạy khối lại cái đường này. Đúng rồi, được anh, tức là nó na ná giống như cái phần công thức trong Excel luôn á. Mà Excel thì nó sẽ dễ hơn đây nữa. Dạ đúng đúng, em thấy Excel nó dễ hơn. Nhưng mà không biết cái nãy á thầy, ví dụ như cái x bằng 1 thì nó sẽ chạy qua cái khối lệnh 1, xong L qua khối lệnh 2. Thì cái này á, nãy ví dụ x bằng 1 đúng rồi, nhưng mà y bằng 2 thì nó không có nhảy qua cái L mà nó thoát ra ngoài luôn á thầy. Mình làm cách nào để mà nó chạy theo đúng cái ý đồ của mình đó thầy? Sao ta? Có nghĩa là trong cái phần x bằng 1 á thì nó thực hiện là y bằng 1, rồi sau đó nếu y bằng 2 rồi ngược lại y bằng 2 đó, rồi xong mới thực hiện tiếp, tức là mình phải lồng xl nhiều cái phần này thì mới chạy theo đúng ý được. Thì vậy. Đó nè. Ý là vậy, đó. Đúng không? Là ví dụ như ở đây xuất ra đi. Y khác 2. Đó. Rồi sửa rồi đây đi. Đây nè. Cái đồ vậy đúng không? Khoan đi, xóa cái này đi. Muốn ghi vậy á thì ở đây nè. Giờ vậy ha. Làm lại vậy đi. Nếu như x bằng 1 thì xuất ra là xét tiếp. Xét tiếp đi. Trường hợp mà x bằng 1 thì xét tiếp. Trường hợp y mà bằng 2 thì là xét tiếp đúng không? Ý là vậy, bằng 2 rồi xét tiếp đi. Rồi nếu như z mà bằng 3 thì xét tiếp. Đó, xuất ra ba phần như thế này, xuất ra một lèo ba cái luôn nếu như x y z bằng 3. Còn ngược lại đó, nếu như mà ngay cái khối lệnh đầu tiên đó mà x không bằng 1 rồi thì mình muốn xuất ra cái L là x khác 1. Đó, còn nếu như y bằng 2 rồi mà nó không đúng á thì mình xuất ra là y khác 2. Rồi nếu như z khác 3 đi thì mình xuất ra ba cái luôn, không mình chỉ xuất ra là x khác 3 thôi, z khác 3 thôi. Là ý của anh là như thế đúng không? Dạ, bây giờ mình làm cái kiểu này nè thầy. Ví dụ mình xê in để nó nhập cái giá trị x thầy. À. Xong rồi mình íp dụ íp bằng 1, x 2, bằng 3, bằng 4, bằng 5 gì đó thầy. Thì ví dụ ứng với thằng nào để chạy khối lệnh nào đó thầy. Còn ngược lại nó chạy tất cả một cái lệnh khác đó thầy. Như vậy được không thầy? Sao ta? Vẫn không hiểu lắm. À, thay bây giờ thầy có cái giá trình cái xét cái biến x cố định. Bây giờ mình xê in để mình nhập cái giá trị x từ bàn phím á thầy. Để cái giá trị x là mình giống như là nó linh động hơn chút xíu á thầy. Là ví dụ nó sẽ chạy theo cái từng cái khối lệnh giống như cái bằng Excel á được không thầy, hay là nó chỉ được như vậy thầy? Ủa cái đó giống còn lập quá ta. Hiểu ý anh của anh nói rồi, tức là trong cái phần kia á mày bỏ lại cái kia đi tính tấn, tức là nếu y bằng 1 á thì cho phép nhập thằng y, rồi sau đó kiểm tra thằng y, nếu y bằng 2 thì sẽ cho phép nhập thằng z đó, vậy đó. À, dòng lập rồi, nó không phải dòng lập này, giúp em thôi. Không, vậy là ý anh vậy thôi mình hả? Dạ, ví dụ mình dùng xe in để nhập một số tới bàn phím á thầy, xong rồi ví dụ nó sẽ ví dụ cái ít của mình á, nó sẽ tìm cái thấy cái giá trị nhập của cái giá trị mình nhập bằng phím là nó chạy qua đúng khối lệnh đó thầy. À, là nhập nhiều ít giống như ý của ví dụ chỉ nhập một giá trị ít cho thầy chứ không có y z nha thầy. Ví dụ với ít bằng 1 rồi ít bằng 2, ít bằng 3 á thầy. À, cái đó đơn giản không ạ? Cái đó thay vì mình gán cái biến cố định trong hồi nãy là mình đang viết có là gán cái bệnh cố định, thì bây giờ mình xin để nhập vào từ phía thôi, phải không? Gì đâu? Rồi, hiểu rồi. À, ý anh hỏi là vậy. Đây, gán lại đi, x bằng 1 đi rồi.
này nè, ví dụ như ini value đúng không? Rồi ở đây có i value một, i value 2, rồi cho nhập vào xin xuất ra đi, nhập vào i value bằng xuống đây xin là i value, rồi xuống đây xét nếu như i value mà bằng một hay gì đó đó thì xuất ra là ví dụ như i value, i value bằng một vậy đúng không, ý anh vậy đúng không? Rồi nếu như là nếu thêm cái nữa phải vậy không, bằng với hai xuất ra là i value bằng hai đúng không, ý anh vậy hả? Dạ dạ đúng rồi đúng rồi. Ví dụ nhưng mà cái chỗ ví dụ cái if i value bằng một á thầy, cái chỗ biểu thức này á mà mình dùng luôn cái hoặc so hay gì á, mình cứ xài được ngay chỗ này không thầy? Được đúng rồi, thì ý em nói á, là trong đây nó xài như bình thường thôi, nhưng mà nó thuộc phạm vi của con if thôi, tức là khi if bằng một á thì nó mới thực hiện những câu lệnh ở trong dấu ngoặc này, thì anh xài cái gì trong đây cũng được hết, đã gọi là lệnh mà anh. Dạ là cái này à, dạ dạ để hiểu câu lệnh phức á. Nếu như mình đặt trong đây nè, mình đặt cái một cái hàng if, rồi mình đặt cái dấu ngoặc nhọn này đó, thì cái những cái khối lệnh luôn, cái này là câu lệnh phức đó, thì những cái gì mà anh viết trong phạm vi là nằm trong dấu ngoặc này nè thì nó sẽ thuộc về hàng if này, và nếu như đúng như là cái điều kiện biểu thức này đúng thì nó vô nó làm thực hiện cái khối lệnh trong đây. Anh ghi gì trong đây nè, thì muốn ghi cái trăm ngàn dòng gì trong đây cũng được á. Dạ 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 em hiểu cái này rồi. Nó là thì em gọi nó là khối mà, khối lệnh mà, khối mà, cho nên là ở trong đây anh viết hàng trăm, hàng ngàn, cả 10.000 dòng ở trong đây cũng được, nhưng mà phải nằm trong đây đó, thì khi mà nó hỏi điều kiện này rồi thì nó vô nó thực hiện những cái dòng code trong đây của anh. Vậy là mình nếu mà muốn làm như vậy là mình nên xài cái dấu ngoặc nhọn để nó thực hiện theo đúng ý đồ mình dễ hơn đúng không? Đúng rồi anh, ý có nghĩa là cái từ lệnh đơn với từ lệnh khối này thì lệnh khối là bắt buộc phải đặt trong dấu ngoặc này. Dạ dạ. Còn nếu như anh chỉ thực hiện một nhiệm vụ nào đó thôi, có một cái lệnh nào đó thôi thì là anh xài như thế này. Dạ. À. Đó, rồi hồi nãy em ví dụ cái phân cấp trên đây nữa, nhưng mà nó có ngặt cái á, là anh sẽ bị gói cái chỗ này, bị gói chỗ này nè. Dạ dạ dạ. Anh bị gói chỗ này đúng không? Anh nhìn thấy nè, nó nhiều câu lệnh nè, mà tại sao không đặt trong dấu cái dấu ngoặc nhọn mà nó vẫn thực hiện đúng không? Dạ dạ. Là bởi vì em nói cái bản chất hàng if này nó là câu lệnh đơn. Chúng tôi hàng if nữa đó. Nó có cái hàng if này nè. Ví dụ như ở đây em xét nè, ở đây nè, xét nè, nếu như if mà bằng 1 á thì nó sẽ chạy vô cái if bằng y bằng 2 này, và cái if z bằng 3 này nè, nó có vào cái if này, thì bản chất á là cái hàng if này có nghĩa là bây giờ gì, câu lệnh này nè nó thuộc vào cái hàng này, và như câu 1 em nói á, thì nó là câu lệnh đơn thôi, thì hàng if này nó cũng là 1 đó, câu lệnh này nằm trong cái if này, tức là một cái nhiệm vụ đó. Rồi cái hàng if này cũng nằm trong cái hàng if này, thì cái hàng này cũng là một nhiệm vụ thôi, vậy thì cả ba hàng này đều là một nhiệm vụ đó, thì nó thuộc về một cái if này thôi. Dạ anh hiểu không? Dạ hiểu rồi thầy. Đó thì khi mình thấy nó đóng vậy nè, nhưng mà thực chất đó mình không cần dấu ngoặc này đó. Được không anh? Alo. Dạ được rồi thầy, dạ được rồi thầy. Tại vì cái tính chất là bản chất câu lệnh if hoặc câu lệnh if else đều là câu lệnh đơn thôi. Đó. Dạ. Có nghĩa là nó hụt như một thôi à. Chẳng hạn như bây giờ em viết như thế này nha. Thì nó thêm vô nè. Tại vì em quen em nãy mới vô em cứ bị dính cái chỗ là cái xài cái if ở trong Excel á thầy. Là nó ví dụ cái phủ định của cái thằng if trước là nó mình đưa vô cái if vô trong cái chỗ cái biểu thức phủ định đó thầy,
còn cái này là nó chạy kiểu giống như là cái câu lệnh đơn á, nên là em bị rối vô đấy, em hiểu cái này. Tại vì cái ép này nó có một câu lệnh thôi mà. Nói chung là mặc dù là hai cái ép nhưng mà thực chất á nó cũng như một thôi. Tại vì thằng này là một nè, thì nó thuộc về này đó, và cả thằng này nó nằm trong cái thằng này, rồi cả một đống này nó nằm trong một thằng này thôi. Dạ. Đó. Thì chỉ duy nhất là một thôi nè, cái này nè anh chỉ giết một thôi. Còn bây giờ nè, ngay câu lệnh ở đây nè, anh thấy em share đúng không? Bây giờ em share một cái nữa đi. Thí dụ như cái này em share liên tiếp là X, Y, Z đúng không? Còn bây giờ nè, trường hợp là em xóa cái này đi. Em thì xuất ra X thôi đúng không? Nếu như cách viết khác là anh xuất ra là từng câu lệnh một đi. Thì câu lệnh này nè, share nó chỉ xuất ra X thôi. Rồi xuống đây anh xuất ra share. Y sẽ bằng, rồi Y xe ao đó, nếu như đúng nè thì có hỏi sức vậy nè. Thì nếu như một người nữa sức kiểu này đúng không anh? Dạ. Thì nó không đúng với cái ý đồ mình sức liên tiếp khi mà nó đúng 1, 2, 3 này, là bởi vì nè, cái câu này nè, tại sao nè thằng xưa nó nhắc sẵn cho mình nè, tại sao ở đây nó ship ngang hàng như này, là bởi vì á khi mà em viết như thế này thôi thì cái câu lệnh này nè nó chỉ thuộc vàng này và nó hiểu là câu lệnh đơn, cho nên mà mình xuống dòng mà mình viết cái gì nữa thì những cái câu lệnh mình viết tiếp theo á, là chẳng hạn như hai câu lệnh này nè, nó sẽ không thuộc về cái if gì nữa, mà muốn hai câu lệnh này thuộc về cái if này á thì anh phải để trong dấu ngoặc đó, nhọn này nè, thằng này để trong đây, để copy vào nè, là đúng là theo trình tự là như thế này nè. Thì muốn sắp xếp lại khi mà code mình nó không có gọn vậy á, trên Visual á, cái phím tắt là anh bấm là Ctrl K Z, nhấn phím là Ctrl K F, Ctrl K F nè, phím này nè, Ctrl cộng K cộng F đó, xoay lên chữ K viết hoa thì dễ nhìn, rồi F đó, Ctrl K F đấy, thì em xếp lại ha, Ctrl K F đó, tự động nó xếp lại và đồng thời nó xếp cái hàng này ngang hàng với cái F này. Thì tức là những cái khối lệnh trong đây, cho dù anh viết ở trong đây 10.000 dòng như chăng nữa, cả 100.000 dòng như nữa, mấy nghìn dòng em không biết anh viết bao nhiêu đó, nhưng mà cả đống khối lệnh đó cũng thuộc về một cái ép này đó. Và nó cũng hiểu đó là một cái nhiệm vụ nào đó của cái ép này thôi, cho nên là những cái hàng ngoài đây không để dấu ngoặc nhọn vẫn được. Dạ dạ đó. Anh hiểu không? Dạ hiểu quá thầy. Cho nên khi mình để dấu ngoặc vô vậy thì nó sẽ khác, để dấu ngoặc nhọn vô vậy thì những hàng nào nằm trong dấu ngoặc nhọn này nó thuộc về cái ép này đó. Là cái ép mà cái dấu ngoặc nhọn nó gần nó nhất, mặc dù mình viết vậy đi nhưng mà thật sự cái ép này, cái đống này nè, nó vẫn thuộc về cái ép này đó. Dạ 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 rồi, ok ha. Dạ ok. Rồi ví dụ như ở đây em cho cái ngoặc nhọn nữa đi, em để cái ép vô vậy, xong cái xuống đây em xuống dòng, em xuất ra cái gì đó, xuất ra là y đi, y bằng 2, y bằng y, xuất ra y luôn đó. Rồi xuống đây em xuất ra một cái câu gì đó nữa đi, là abc. Thầy cái chỗ này á, giờ nếu như mình muốn thêm một cái l ngay chỗ cái y bằng 2, nếu mà nó khác 2 thầy, thì mình thêm ngay chỗ nào thầy? Y khác 2, có nghĩa xuất ra cái câu y khác 2. Cái L của thằng Yếp này nè, cái L của Yếp này đúng không anh? Dạ, dạ đúng rồi. Cái L của Yếp này thì bắt ngoài trong ngọt nhọn hay là trong cái ngọt nhọn này? Phải ngoài ngọt nhọn chứ anh. À. Nhưng mà cái trường hợp này nó lại đặc biệt, là nếu như anh xuống đây nè, đây nè, do cái câu lệnh Yếp cha ở ngoài nè, là câu lệnh Yếp cấp 1 ở ngoài nè, và đây nè, anh không có để cộng ngoặc nhọn, thì khi anh xuống dòng vậy anh ghi chữ L vậy đúng không? Dạ. Yeah. Anh ghi chữ L vậy nè, ghi chữ L này, đó, thì lập tức cái hàng L này nè nó sẽ thuộc về cái if này. À. Là có nghĩa là cái hàng L này thuộc về cái if gần nó nhất. À, do cái ngoặc nhọn nó trùng cái thằng E, cái Z bằng 3 rồi, nên là cái L nó sẽ thuộc về cái Y đúng thầy? Đúng cứ rồi. Cứ ngoài. Đúng rồi anh. Ví dụ ngoài cái ngoặc nhọn gần nhất là nó thuộc về cái if đó.
Đúng rồi. Là bởi vì sao? Bởi vì cái mặt nhọn này nó đã đánh cái cục mốc rồi, y như là nó đánh dấu ở đây, từ đây tới đây nè là của lãnh thổ của nó. Đó. Khi thằng nào mà không có nằm trong cái vùng này, tức là không nằm trong lãnh thổ của nó, thì là nằm ngoài vùng lãnh thổ của nó, thì lập tức thằng eo này là nằm ngoài vùng lãnh thổ của nó nè, và và gần với nó nhất thì cái thằng eo này thuộc về nó luôn. Dạ dạ. Đó. Đó. Chứ bình thường mà để nhầy cứ ghi cái eo tưởng tượng rồi cứ tưởng là cái eo của thằng này là sai. Dạ dạ. Đó. Rồi ví dụ như cái thằng này em để cái eo, thì cái eo này nè là nó thuộc về thằng ép này, bởi vì cái eo này nằm ngoài lãnh thổ này. Dạ. Đó, nằm ngoài lãnh thổ, tại vì thằng ép này nó đánh dấu lãnh thổ nè, ở đây bắt đầu của nó nè, ở đây kết thúc dùng lãnh thổ của nó nè, và cái ép này gần với lãnh thổ nó nhất nè. Đó, cho nên là cái eo này thuộc về cái ép của nó nè. Nhưng mà cái eo này nó nằm trong đâu? Nằm trong lãnh thổ của hàng này. Đó, cho nên là sao? Cái eo này nó gần với thằng này thôi, chứ nó không có nằm gần với thằng này. Là bởi vì sao? Nằm trong lãnh thổ của thằng này mà. Dạ, muốn chạy cái này là bắt buộc y nó phải bằng 2 thì nó mới chạy được cái eo của thằng Z đúng không thầy? Dạ đúng rồi anh. Đó. Dạ. Rồi. Ví dụ như anh nói là muốn xuất ra y khác 2 đúng không? Nếu như y bằng 2 thì nó chạy vô cái lệnh này. Và nếu như y khác 2 thì xuất ra câu lệnh là y khác 2 đúng không? Dạ. Đó. Thì bắt buộc là phải như thế này. Phải đánh hoặc nhọn. Tức là đánh dấu dùng lãnh thổ của thằng Ip cha là y x bằng 1 á. Rồi vô đây anh biết như thế này. Hả? Không mà bình thường không có cái này cũng được. Không có cái này cũng được nè. Cái eo này nó chạy về đây nè. Trừ khi trường hợp mà anh muốn biết là cái eo của cái hàng ép này à, thì bắt buộc anh phải làm như thế này. Đó, có nghĩa anh đánh dấu dùng lãnh thổ đây rồi đúng không? Cái anh ghi vậy. Khi mà mình muốn cái eo của thằng ép x khác 1 á là mình phải đánh dấu cái hoặc nhọn để chạy. Đúng rồi. Là có phân biệt cái lãnh thổ của nó. Còn nếu mà không cần xác định cái giá trị x khác 1 thì mình cứ để bình thường vậy thôi, khỏi cần cái ngoặc nhọn. Đúng rồi, và đó là đối với trường hợp này nha. Dạ. Đó là đối với trường hợp này. Còn ví dụ trường hợp mà đó là đối với trường hợp mà cái câu lệnh mà nó có khối lệnh ở trọng á. Dạ. Tùy trường hợp là thì trường hợp này nè, anh muốn xuất ra x khác 1 thì phải bắt buộc là phải đánh dấu vậy nè. Đó. Để nó hiểu những thằng này nằm ở trong cái khối lệnh này, khi mình ghi eo á, tức là nó ngoài vùng này thì nó sẽ gần với thằng ép này, cho nên nó thuộc về cái thằng này. Đó. Là cố định như này. Đó. Còn như hồi nãy nè không để dấu ngoặc này đi, không để dấu ngoặc này luôn. À, em vẫn để dấu ngoặc này đi ha, nhưng mà em không có để cọc ngoặc nhọn của thằng ép này đây nè. Đó, mà em ghi eo, có nghĩa là anh không để dấu ngoặc nhọn của thằng này ra đi mà anh ghi eo. Đó, thì lập tức nó sẽ nhảy vô cái eo của thằng này nè. Dạ. Anh thấy nè, tự động nó nhảy nè không?